Chúng ta cùng nhau đến với món quà của bạn Nhã Phương, xin mời. Chào anh. Chào em. Rất là bất ngờ khi anh chọn em. Em cũng không biết nói gì, cảm thấy mình rất là bất ngờ, rất là hoang mang, không hiểu là tại sao mình đã đi được đến cái phòng này. Em nghĩ là một phần là do may mắn, phần còn lại em nghĩ là cảm xúc từ anh. Nhưng mà hôm nay gặp anh ở đây em rất là vui và rất là cảm thấy mình Thì ở em anh cảm nhận ngay từ lúc đầu thì em cũng là một người phụ nữ rất là nhẹ nhàng, chu toàn, đúng như cái mẫu người phụ nữ của gia đình mà anh đã đang tìm kiếm. Thì anh cũng hy vọng là qua chương trình này chúng ta có một cái khoảng thời gian để mà gần gũi hơn, để tìm hiểu nhau. Dạ. Hôm nay em có một cái bất ngờ cho anh. Thực sự ra trong đây là một bất ngờ rất là lớn đó. Đây là tình yêu của em. Nó tên là Bum. Bum. Ở nhà em hay gọi nó là cục vàng Bum. Thì anh cảm thấy rất là thú vị, rất là bất ngờ cái món quà mà em đã dành cho anh. Anh sẽ chăm sóc nó. Nhưng mà thí dụ mà anh có mà có đi đâu xa đó, anh sẽ gửi nó qua để cho em chăm sóc được không? Dạ. Bây giờ thì nó nếu được thì em với anh cùng nhau chăm sóc nó. Rồi. Nhất định như vậy nha. Dễ thương quá. Bây giờ thì anh cũng có một món quà bất ngờ để dành tặng cho em. Em nhắc, em xoay lưng qua bên kia đi. Em có thể xoay lưng lại. Với anh á, hoa hồng là một cái gì đó, nó rất là thiêng liêng, nó tượng trưng cho tình yêu. Anh không muốn tặng cho bất kỳ một ai hết, nhưng mà ngày hôm nay bó hoa hồng đặc biệt này anh muốn dành tặng cho em. Chúng tôi, chương trình Ẩm thực kỳ duyên cũng rất ít khi tặng quà cho ai. Và ngày hôm nay chứng kiến sự lãng mạn của các bạn, chúng tôi đã quyết định trao tặng một số con số nhỏ nhỏ thôi. Một món quà nho nhỏ, đó chính là giải thưởng trị giá là 20 triệu đồng. Và hai bạn đều đã bận cầm rồi, nên thôi đưa cho người bạn, em gái vậy. Đây,